mái lọc nước dởm, nguy cơ tiền mất tật mang. Buồn như ly rượu đây, không có ai cùng cảm. Buồn như ly rượu cạn, lâu rồi lệ cũng phai. Có ăn cơm nghe được không? Trời mắc ơi, mắc hứng gì mắc hứng. Trời ơi, qua đột xuất tôi mới thấy bà nghe. Thấy ghê luôn hèn. Tôi sao ghê? Mới thấy bà khùng dữ. Bà nói được ha, bà nói ai khùng? Trời ơi, bà ngồi bà làm gì mà tóc xụ ra cái quăng phăng 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 làm như con điên. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mà tôi nói thiệt với bà đấy nghe. Vậy? Tôi nhiều đêm á, tôi nằm tôi thắc mắc hoài à. Tôi không hiểu tại sao tôi ế. Mà tại sao tới giờ phút này tôi vẫn không chồng. Bà tối ngày bà lo bà rầu chi về cho bà mau già vậy. Thôi bỏ qua đi, mệt quá. Nè, vậy mà tôi thắc mắc lắm nha. Cả tuần lễ nay đó tôi tính hỏi bà coi sao đó. Nước nhà tôi đó bà, tự nhiên à, mắc giống gì mà phèn, nó đục ngầu. Đâu phải nhà bà là có bị gì đâu. Nhà nào cũng bị nước phèn trơn trọi, nhà tôi cũng vậy nè. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, còn nữa bà. Vậy? Thời gian gần đây nè, mà chỉ mới đợi chừng một tuần lễ nay cái đâu. Tự nhiên hả, tôi nhìn vô gương hả, tôi hết hồn luôn mà. Làm gì tôi hết hồn? Trời ơi, chẳng lẽ tuổi già ập tới rồi sao? Thì tôi mới suy nghĩ ra là có lẽ cả tuần nay nè, tôi tắm nước phèn, cho nên tôi mới bị xuống sắc vậy đó. Bà nói quá à. Da xấu thì chịu xấu đi. Bà đặt đổ thừa nước phèn. Mà tôi nói bà nghe, bà cũng già rồi chứ còn trẻ trong gì nữa đâu. Bà mới nói, trời ơi, chẳng lẽ tuổi già ập tới, ập từ lâu rồi bà. Tao nói buồn lắm, buồn hay kiếm người đánh nè. Ê, đánh gì? Thôi, nói giỡn trời, bà thân quen quá mà giận hợn gì. Tôi nói cho bà nghe, hôm nay tôi qua đây là có một cái sự, tao nói là lý do bự chào bá tôi mới qua đây. Lý do bự dữ vậy? Tôi là bạn của bà, hen. Tôi biết cái sở thích của bà cái gì luôn ráo trọi. Tôi hôm nay tôi đem cái đó qua tôi tặng cho bà nè. Vậy đó hả? Ừ. Đâu? Đâu gì? Bây giờ để cho bà bất ngờ, bà nhắm mắt lại đi. Chừng nào mà tôi đếm 1, 2, 3 đến chữ thứ 3 bà mới được mở mắt ra bằng coi nghe chưa. Rồi từ từ nha, đưa tay ra nghe. Từ từ nha nè, bảo đảm bà sẽ thích luôn. Trời hổng quá. Đây nè, tôi đếm nghe. 1, 2, 3, rồi mở đi. Bà vừa ai kêu bà ha, cái chơi tôi xấu này xấu nọ rồi chọc ghẹo tôi. Bữa nay ha, tôi hù bà một vố cho bà hết vậy? Hồn hết vía. Đúng là bà hay tin thiệt, nói gì cũng tin, nói tặng quà cái bà tưởng mình tặng quà thiệt, cái bà tin răm ráp vậy đó. Đúng là hay tin. Ủa mà sao vậy ta, mấy bữa nay á sao trong xóm mình nè, nhà nào của nước cũng phèn hết trơn hết trọi à. Tự hèn gì có nè, da tay mình nay trời ơi xấu quá trời quá đất vậy hèn. Ôi còn gì mà làn da nõn nè nữa trời. Ôi da. Cái gì? Ôi da. Ôi cha. Ôi da. Ủa. Ôi da. Ủa. Em xin lỗi nghe. Lạ quá. Nhìn anh lạ quá à. Anh nhà ở đâu? Trời ơi, mặt đẹp trai vậy mà bị khùng hả? Làm gì khùng? Thì anh nói đó, ở trển. Ở trển là bị khùng. Không phải, tôi nói ở trển đâu phải chỉ là vậy là ở trển đâu, cái này là ở trên Sài Gòn, hiểu không? Vậy là anh ở thành phố về. Thành phố về. Trời ơi, bởi vậy nhìn cái là biết. Ôi, trời ơi. Vậy là đau thiệt hả? Đau xong đau. Nãy giờ em tưởng là anh gặp em là phụ nữ, cái anh mắc cỡ thẹn cái nè giả bộ đau. Thấy thương ghê. Trời ơi. Trời nhất là cái, trời ơi, cái đôi môi của em đó. Nhìn. Thôi. Hả? Đừng nói anh nhìn môi em, anh thèm ăn kẹo dừa nghe. Không phải, tại vì nhìn em nó hấp dẫn mà nó lôi cuốn á, nhìn em nó gợi cảm hiểu không? Vậy hả? Nhìn em cái là tự nhiên anh muốn ngỏ đôi lời với em. Trời ơi, đôi lời gì hỏi một chọc lời em cũng trả lời nữa. À, anh muốn hỏi Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Tám. Tám có thể chỉ cho tôi biết nhà bà Hai Tin ở đâu không? Ủa gì kỳ vậy? Ủa đâu gì đâu kỳ. Ủa gì là hỏi nhà bà Hai Tin hả? Trời ơi, nãy giờ làm em dẹo gần chết. Thôi được rồi,
đem chỉ cho. Đi thẳng tới kia. Đi thẳng tới kia. Gặp ngã ba. Gặp ngã ba. Quẹo trái. Quẹo trái. 200m. 200m. Gặp nhà ba súng. Ba súng. Dạ. Gặp ba súng chị. Dạ để hỏi nhà bà Hai Tiên người ta chỉ cho. Không nhận chị rảnh dễ sợ rảnh luôn á. Thứ gì xấu quắc. Cái người. Trời ơi. Cái gì ông nói nhưng mà xét đánh ngang mài vậy trời. Hả? Mình xấu. Sao rồi sao? Bà Sáu ơi. Trời ơi, đau bụng quá. Chạy quá sốc không à. Bà Sáu ơi, bà Sáu. Gì vậy? Trời ơi. Nhà gì cũng để bình bình trà bình nước gì đó trội hả? Cái gì? Bà sao tôi chưa thấy cái mặt bà, tôi nghe cái tiếng bà rồi hả? Vụ gì? Chưa thấy gì thì chuyện gấp mà tôi phải chạy rồi, tôi phải kêu trước chứ. Rồi được rồi, thôi chuyện gấp chuyện gì nói đi. Trời ơi, hồi nãy tôi đi ngoài đường. Bà ơi, tôi gặp một anh, tao nói đẹp trai, nhìn dễ thương, dễ sợ luôn. Rồi sao? Ổng khen tôi. Ta nói gì, em ơi em dễ thương quá và đặc biệt cái vàng môi của em. Trời ơi, bà khoái quá khen. Rồi còn gì nữa. Ê, khoái gì? Sao ổng khoái? Khoái được có một chút xíu à. Sao vậy? Ổng khen tôi cho đã. Cái ông quay qua ổng hỏi nhà bà Hai Tin đâu. Bà thấy á, ổng hiền không? Tôi hiểu rồi. Ý là cuối cùng là cái người đàn ông đẹp trai đó đó ha, là vòng vòng xung quanh bà, khen bà, nhưng mà mục đích là muốn hỏi thăm bà Hai Tin. Thì đó. Ê, nhưng mà tự nhiên sao là có người đàn ông kiếm bà Hai Tin? Thì đâu á, bữa vậy hả, bà nghe bà than với tôi trời ơi, ế lên ế xuống ế tùm lum tùm la, mà giờ bà thấy không, có trai đẹp đi tìm. Trời ơi, mình phải tìm hiểu cái vụ này chứ. Chứ sao nữa, bây giờ tôi với bà qua nhà bà tìm hiểu cặn kẽ đi. À bà khoan, bây giờ bà chạy qua ngoài trước đi. Bên sau ông, tôi chạy về nhà. Nhận chứ đâu đủ nó cho mấy con heo ăn rồi tôi chạy qua. Rồi, nhanh nha. Ừ. Tôi qua bên trước à. Ừ. Buồn đã đến rồi. Ôi buồn, sao không thấy chàng trai. Chàng... Hai Tin đúng không? Xin lỗi, anh là ai mà biết tôi là Hai Tin? Chàng trai mà Hai Tin nãy giờ đang than đây. Nhưng chưa biết chàng trai ấy tên gì. Tôi, Giang. Giang? Tư Giang, Giang Sang Mỹ Nhân. Ồ, chứ không phải là Giang Lận. Trời ơi, kỳ quá. Dạ, mời Giang ngồi. À, ok. Chứ đừng nói Giang kia nữa là chết tôi luôn á. Dạ. Ừ. À, Giang ngồi rồi chúng ta tìm hiểu lẫn nhau nha. Ok, rồi dạ. Chúng ta cứ tìm hiểu lẫn nhau. Dạ. Tin khỏe chứ? Dạ, Tin khỏe. Tin ngồi đi. Dạ, mời Giang dùng nước. Dạ, mời Giang dùng nước. Chà, thì Tin cũng phải dùng nước nữa chứ. Ở nhà Tin mà. À, ok. Xin lỗi vậy. Nước à? Dạ, nước. À, nghe nói là nước của nhà Tin đang bị nhiễm phèn gì đó đúng không? Dạ không phải mình nhà Tin đâu, mà hầu như sớm này ai cũng bị gì đó, nhiễm phèn. Cái này là lóng lắm rồi đó. Lóng lắm rồi mà vẫn lóng. Còn vậy à? Dạ. Dạ xin lỗi Giang, là ai mà tới tìm Tin có chuyện gì không ạ? Vị cứu tinh của Tin đây. Là sao không hiểu? Người sẽ đem lại nguồn nước sạch sẽ cho nhà của Tin đây. Này. Có thiệt không? Thiệt chứ. Máy lọc nước. Máy lọc nước? Đúng rồi, Tin cứ xem qua. Lọc cái gì? Lọc nước như thế nào? Có nghĩa là lọc sẽ nguồn cho nguồn nước của nhà Tin được trong, được sạch, không còn nhiễm bẩn, không còn nhiễm gì. Sản xuất ở đâu vậy? Ở USA. Ủa? Hả? Sao đề là Mark and Hansen? Ồ, cái đó là thiết bị là ở nước ngoài. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi lắp đặt là ở công ty của Tư Giang đây. Ờ, cho nên là mới đề chữ Hansen đó. Dạ, tốt quá. Hàng chính hãng ở dạ. Nước ngoài. Hai. Dạ. Ô, giật ngồi lên đi giật. Giật ngồi đi giật. Dạ. Toàn là những thiếu nữ đẹp không? Dạ, giới thiệu với lại Giang. Tư Giang. Đây là Giang. Ờ. Chào Giang. Đây là bạn hàng sớm. Còn đây là người thân lắm, người bán máy lọc nước. Nè, mua đi. Nước của nhà mình bị nhiễm phèn nha, là trong sạch luôn. Là trong phèn luôn. Bẩn chì là cũng lắng hết sạch luôn. Nhờ cái máy lọc nước rồi nè. Đúng rồi, sẽ làm cho
hai cái tay này sẽ trở nên mịn màng và mềm mại hơn. Ôi trời ơi, người đâu mà ga lăng lịch sự dữ vậy không? Thế vậy máy lọc nước gì? Rồi bao nhiêu? Nè nè, máy lọc nước đây, chính hãng, hàng nước ngoài. Nhìn đẹp quá, quy mô quá. Mua đi nghe, mua nghe. Bao bao nhiêu vậy? Rẻ lắm. Bao nhiêu vậy? 7 triệu mấy. Có 7 triệu mấy rồi hả? Đúng rồi. Trời ơi, nếu mà 7 triệu mấy mà làm cho cái nguồn nước nhà mình trong sạch á, mua liền. Đúng rồi, vậy là tôi cái bạn cái luôn. Rồi, đúng rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đặt. Cái gì? Vô đây bà, lấy bánh bao ăn nè. Xuống. Hả? Ăn tiệc đặt bánh bao về ăn hả? Mua luôn. Giang. Hả? Giang đây. Giang giới thiệu với Giang đây là 8, mà giới thiệu với 8 đây là Giang. Ồ. Coi đi, máy lọc nước nè, có mấy triệu bạc. Xin chào. Máy lọc nước gì vậy? Máy lọc nước ta nói là gì? Máy lọc nước hàng chính hãng nước ngoài. Nước là bị nhiễm phèn, nhiễm bẩn, nhiễm trì, nhiễm độc. Là sạch bon. Ở đây là sạch bon, trong sạch đàng hoàng. Có 7 triệu mấy hả bà? 7 triệu mấy? Mua nhé. Tụi bà hai. Giá 7 triệu mấy hả? Đăng đúng ký 3 cái. Đăng ký 3 cái đi. Đặt tiền cọc. Mà của hãng nào? USA. USA mà sao trong đây thấy ghi là hàng sen. Hàng sen là hàng sẻn thì có. Cái gì? Cái gì mà hàng sẻn? Hàng sẻn vậy đây. Bây giờ có mua không? Ở đây người ta chịu mua rồi. Bà không mua rồi thôi, bà mới bà vô rồi xăm. Vô đây. Ê, cái anh đẹp trai hồi nãy hỏi nhà bà nè, bà hai tin. Trời ơi, tôi hiểu rồi. Sao bà? Hiểu vậy nè. Hồi nãy cái bà này mới đi á, anh này anh hỏi đường bà, hiểu không? Mà anh khen bà đẹp này kia nọ, bà tưởng đâu khen bà, cuối cùng té ra là hỏi thăm nhà bà. Bởi vì bà để trong bụng, bây giờ người ta bán đồ bà vô bà chê bà dùi giặt đồ người ta bà, vậy đó. Để trong bà vậy? Sao bà xấu bụng quá. Cái này là tôi lo cho mấy bà, tôi nói mấy bà nghe, muốn mua là mình phải tìm hiểu kỹ rõ ràng mình mới mua, biết chưa? Thì đó, hình ảnh người ta đưa rồi kìa, bà không thấy hả? Thấy gì giờ có hàng mẫu gì không cho coi coi, chứ hình ảnh vậy sao được? Có kìa. Có hết hồn vậy. Có muốn coi coi không? À. Để tôi đi lấy cho. À. Làm gì thì ghê vậy? Trời ơi. Làm gì? Trời. Bà làm quá rồi đó. Quá cái gì? Chị... Cái đó là tôi lo cho mấy bà thôi. Không thôi là dính bẫy rồi. Đây nè, mấy bà muốn mua phải tìm hiểu kỹ rõ. Thì đó, người ta đây kỹ quả có câu nó hoài đó. Đúng rồi. Thì đây nè, để tôi kể cho mấy bà nghe. Trên thị trường. Người ta sẽ đem hàng tới cho mình coi rồi. Mà đâu phải ai cũng lừa gạt như bà nói vậy đâu. Điện thoại người ta có đây nè, công ty người ta đây nè. Giờ điện thoại cho người ta đi rồi biết hỏi bao lâu nữa ta đem máy xuống là biết liền chứ gì. Điện đi. Rồi làm như tôi không biết chữ vậy. Cho mượn điện thoại đây. Điện thoại đâu mà mượn điện thoại bà đâu? Sợ tốn tiền. Trời ơi. Làm gì trời dữ hả? Kệ, để cho bà gọi cho sáng mắt bà nè. À là tôi nghi ngờ. Chắc tối mắt bà quá. Sao máy quý khách vừa gọi vậy không có thể không. Bà đừng có xảo bà ơi. Tao bà nghe nè. Vui lòng gọi lại sau. Đó. Ừ. Tôi nói thiệt nói trừ. Vậy hả? Hay, buồn thiệt ta. Buồn gì buồn. Sao buồn? Không bị lừa mà buồn gì? Mà sao mà tôi nói gì bà cũng nhảy vào họng tôi mới trơ vậy? Thì bà nói đúng. Buồn là gì sao? Giang đó. Ủa? Đẹp trai, bảnh bao, tướng tá coi được quá mà. Tại sao đi bán máy lọc nước lường gạt người ta? Trời ơi. Cảnh giác phòng tránh dông bão. Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xin em đứng dũng xinh cũng xinh. Trúc kia chẳng biết phận mình, trúc ra trúc đứng ai mà thèm rinh. Tôi
đây, tôi thấy thương tình, ghé qua nói chuyện vài lời linh tinh. Cái bà này bà vô duyên quá. Tôi nói cho bà biết nha, Quyên cái xóm này có mình bà mới dám chọc tôi vậy á. Thì tại vì tôi hiền quá mà. Thì bởi vậy bà tên Út Hiền, hiền quá. Ê, mà làm gì ra đây đứng nói tào lao miếng lao vậy? Thì mặc dù có một chút mê đen, nhưng mà non nước cảnh hữu tình cho nên không thơ ca cũng uổng lắm. Thôi tôi lại bà ơi, bà nói chuyện giống như hát cải lương vậy đó. Kìa, tại sao nàng lại nói với ta như vậy hả nàng kìa? Trời ơi, bà coi đi. Cái gì ghê vậy? Quá à. Bà nói chuyện rõ ràng ra đi, đừng có điệu nữa được không? Ờ thì thì ủa mà sao giờ này bà không đi lo cơm nước gì đi? Ừ thì tôi chẳng phải. Nằm trốt. Dạ. Nằm trốt. Chú. Dạ. Nói đây nè chú. Dạ. À, ở nhà chuẩn bị lo cơm nước nha. Dạ. Đó, à, tía tranh thủ tía ra thăm động cái. Dạ. Thời tiết này chắc là mưa to gió lớn đây. Tía ơi. Gì? Tía ăn gì không? Để lát nữa con nấu. Ờ thì con coi mới ra muối xào tỏi rồi đi, rồi xong cái kiếm cá rồi nấu nồi canh chua. Dạ. Nghe. Bà dạ. Ăn cái gì cũng hỏi tía bà, vậy mà đòi lấy chồng. Vô duyên quá. Kệ tôi, thì tôi thương tía tôi rồi tía tôi ăn cái gì tôi nấu, chứ còn hơn là bà bày đặt thích cái gì cái nấu món đó ai không ăn thôi. Bỏ. Ê, nè, tôi nói. Hai cái đứa này cứ gặp mặt nhau là chí ché là sao vậy hả? Dạ, tại con Chúc á nó điệu quá cho nên con mới muốn kệ tôi, vậy? Tôi điệu vậy kệ tôi. Tôi có ảnh hưởng gì tới bà không? Thôi tía, tía vậy? Đi làm đi, chứ không lỡ mưa chút xíu á mà tía đi ra ngoài hả, tía bị mắc mưa tía bệnh á, rồi mất công tía bệnh á là con lại con lại phải chăm tía nè, con mệt. Ok. Bà... Dạ. Sao dạo này mà con nói đâu đúng đó vậy? Ê, dạ. Tía. Trời ơi, hôm nay tía hùa với lão Biền tía chọc con nữa. Tía giỡn. Thôi, tía đi thăm đầu nha. Dạ, ba chú. Tía về sớm nha tía. Rồi. Ê bà. Thôi đi vô đi chợ nấu ăn đi. Đứng đây hoài có ai thèm rinh đâu. Tôi bà vô duyên, vô duyên. Bà giận bà cũng điệu nữa. Kệ tôi, ghê quá. Ê. Chán ghê. Biết hôm nay sao. Cái mạng gì đâu kỳ cục. Muốn đăng có một cái tấm hình đang ngồi lặt rau lên Facebook với lại một dòng tâm sự mà nãy giờ 14 phút 59 giây mà cũng chưa có đăng được nữa. Hô! Cái gì vậy? Tôi quỷ hả? Trời, làm hết hồn. Bà hết hồn mà bà cũng điệu nữa. Điệu là bản tính của tôi mà. Kỳ cục à. Bà nha. Vậy? Hù tôi riết vậy mai mốt á hả là tôi đứng tim tôi chết đó, là không ai nuôi đâu đó. Thôi đi, bà làm quá quá. Rồi qua đây làm chi đây? Ê, nói câu nghe tự ái quá. Tự ái cái gì mới, cái nói bị nhiều đó mà tự ái. Vậy chứ hả, ngày nào bà cũng chọc tôi á, là ai tự ái giùm tôi? Thì tại vì tôi mến bà nên tôi chọc bà thôi. Cái gì cũng nói được hết trơn á. Ừ, tôi mà. Cái gì vậy? Chưa có được nói gì trời. Ê, bà Hiền, bà gì? Có điện thoại không cho tôi mượn đi. Chứ mạng điện thoại tôi sao yếu xìu à. Mượn điện thoại tôi hả? Ừ. Hôm nay đầu tháng hay cuối tháng? Cuối tháng. Ừ, thì đó. Làm sao? Tự nhiên mạng yếu thì cái gì mà đầu tháng với cuối tháng? Trời ơi, bà được cái bà điệu thôi chứ bà không biết gì hết trơn hả? Không. Bà không biết là càng già thì càng yếu hả? Bà biết không? Thì đúng rồi, như tía tôi á thì càng già càng yếu. Nhưng mà liên quan gì? Thì đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đó, bà nói tôi nghe coi sao nè. Hèn gì á là tía tôi ha, sức khỏe của tía về già càng yếu như vậy. Cho nên á là má của tôi... Thôi bà đi xa quá rồi đó. Bà đang nói tào lao cái gì vậy? Bà mới tào lao á. Vậy chứ cái chuyện mà mạng yếu liên quan gì tới cái chuyện mà sức khỏe rồi già yếu gì ở đây? Trời ơi là bà. Bà xài 3G đúng không? Ờ. Cuối tháng thì dung lượng nó yếu đúng không? Ờ. Thì đó. Nhưng mà cái này cả sống nó yếu luôn. Sống yếu hả? Ừ. Vậy làm sao ta? Thì bỏ. Đâu có tám ở đây đâu. Sao tự nhiên hút hết sống của mình rồi? Trời. Bà xuống không? Dầu tiên ác cho tám nha. Trời ơi, tám làm yếu sóng điện thoại. Tám nói cho bay nghe nha. Trời chuyển mưa ha, làm cho sóng điện thoại nó yếu chứ không phải tám nghe. Nói mẹ bà đi. Cái này con nói giỡn mà. Giỡn gì?
Hai đứa. Dạ. Đưa điện thoại đây cho Tám. Ê, trời ơi. Sao tự nhiên đưa điện thoại cho Tám? Trời, có gì đâu giật mình dữ vậy? Tắt điện thoại hết đi. Dạ. Sao lại tắt? Sao tự nhiên tắt nữa? Con không thấy gì hả? Trời chuyển mưa rồi kìa. Rồi tính nói đó. Hồi sáng với đằng kia Tám thấy sấm sét nữa. Thôi đâu có gì đâu. Nãy giờ con canh me hả? Có mạng để con nhảy vô con đăng hình trên Facebook. Giờ Tám kêu tắt hết rồi sao đăng hình được? Đúng rồi. Thôi đăng gì? Tắt đi hồi mở lên cho nó an toàn. Với lại nè, Tám dặn nè. Trời mà chuyển mưa á, giông gió đó, rồi sấm sét đó là mình phải kéo cầu giao điện luôn nghe chưa? Cho nó an toàn. Ủa mà có tuyệt sao đói. Đâu. Trời, đâu ở mà sao không đâu. Sao. Nguy hiểm chứ ở không sao. Nguy hiểm sao? Trời, tự nhiên cái đang không không vậy tắt đèn hết trơn sao thấy đường? À. Thì vậy á, đề phòng cho nó an toàn. Không có đâu Tám ơi, Tám này lo xa quá à. Bình thường mưa gió bão bụng vậy á, con á hả, con ở trong con để điện hết luôn á. Để điện hết luôn á cho nó sáng, tại ngoài trời nó đã tối rồi. Rồi ha, điện thoại con lướt web bình thường chạy pha pha luôn. Đúng rồi. Pha gì nó chưa xảy ra. Dạ con cũng vậy luôn, bình thường hả, trời mưa đi ra ngoài nghe điện thoại cả tiếng cho nó mát. Đúng rồi, chứ giờ nó mưa gió làm gì giờ. Bảy ngang. Yeah. Trời mưa là trời chuyển mưa rồi trời sấm chớp đồ là không có ra hành lang hiên đồ mà đứng nghe điện thoại nghe chưa? Có sao đâu, Tám này Tám hay chùa ẻo à, nãy giờ nói chuyện xui xẻo không à. Tao quá. Bây giờ Du không nói là Tám trù ẻo rồi Tám xui xẻo phải không? Chứ gì nữa. Tức quá đi, đây nè. Dảnh hai cái lỗ tay chuột lên mà nghe Tám kể một số trường hợp bị sét đánh trong mùa giông bão nè nghe. Con không tin đâu. Ngày 8 tháng 5, anh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1983, ngụ thôn Lộc Phượng 2, xã Thành Vinh, đang làm cỏ mía trên cánh đồng thì mưa giông kéo ập tới. Thấy vậy, anh Nam đã thu dọn đồ đạc để trở về nhà nhằm tránh cơn mưa. Tuy nhiên, khi đang trên đường về thì bất ngờ anh Nam bị sét đánh trúng. Mặc dù được người dân nhanh chóng phát hiện và đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Thành Vinh, nhưng anh Nam đã tử vong do bị thương quá nặng. Chiều ngày 25 tháng 5, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, một phụ nữ trên địa bàn xã trong lúc đi làm đồng bị sét đánh tử vong. Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, bà Ngô Thị Tùng, 51 tuổi, trú thôn An Mỹ 1, xã Tam An, đi ra đồng cho nước chảy vào ruộng của gia đình để chuẩn bị sản xuất vụ hè thu, thì gặp một trận mưa lớn kèm theo dông sét kéo đến. Quá bất ngờ, bà Tùng chưa kịp tìm nơi trú mưa thì bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong tại chỗ. Tin gần đây nhất, khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 5, nhiều huyện thị của Thừa Thiên Huế có dông sét kèm gió mạnh kéo dài gần 1 giờ. Nhóm 6 người ở phường An Hòa, thành phố Huế đang làm đồng, gặp mưa dông nên chạy lên bờ kéo bạt trú. Khi cả nhóm đang co ro thì tia sét bất ngờ đánh trúng, khiến nhiều người bất tỉnh. Nạn nhân Hồ Nghĩa, 48 tuổi nhớ lại, ông Nghĩa cùng con trai Hồ Lĩnh, 17 tuổi và ông Nguyễn Văn Toán, 46 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Ba em nhỏ dưới 12 tuổi trú mưa cùng, chỉ trầy xước nhẹ, được điều trị tại nhà. Cùng thời điểm trên, anh Lê Văn Tưởng, 42 tuổi, trú xã Hương An, thị xã Hương Trà, đang lái máy cày và bị sét đánh bất tỉnh. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng chóng mặt, tức ngực, tê các chi và bị bỏng vùng lưng độ 1-2. Bác sĩ cho biết, riêng anh Lê Văn Tưởng nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân tím tái, ngừng tim, ngừng phổi với nhiều vết cháy xém trên cơ thể. Đâu quá. Trời. Trời. Thấy ghê vậy hả Tám? Đúng á, nổi da gà luôn nè. Trời ơi, vậy mà bình thường không biết luôn á. Ê bà, cũng may á cầu giao điện nhà tôi bị hư á, chứ không thôi bây giờ phải chạy về nhà tắt cầu giao nữa, sợ quá. Nè, nghe Tám dặn nè, mai mốt quá mà trời chuyển mưa đó hoặc là sấm sét đồ là không có được sử dụng điện thoại nghe chưa? Thôi lần sau không dám đăng hình bậy bạ nữa đâu, mưa tới là tắt máy liền. Đâu á, vậy mà nãy anh nói Tám là tàu lao mới lao hen. Không có nói tàu lao đâu, nó không tin đâu chú bộ. Trời đất ơi, mà nè, sao nãy giờ Tám không thấy tía bay đâu vậy? Hả? Thôi chết rồi. Sao vậy? Tía con. Thôi tía... bà đừng có điệu nữa. Không phải, tía con đang ở ngoài ruộng á. Đúng rồi. Dạ. Đang ở ngoài ruộng. Dạ. Tao chuyển mưa tới nơi rồi, ở ngoài đó làm gì? Bà gọi điện. Gọi điện có tiếng không về chưa? Buông xuống. Sao vậy? Gọi cái gì mà gọi? Tao chuyển mưa tới nơi rồi mà không có được gọi điện thoại. Bây giờ chạy ra rồi quầy ruộng kêu ba về liền lẹ lên. Dạ. Đi, đợi con chút xíu, con cho con thay cái quần cái đó. Thôi giờ này con thay cái gì nữa? Điệu hành à, đi tắm đi luôn. Dơ cái quần. Thôi đi. Mà dơ không biết nữa hả? Hay, tí
Thế bà kìa, thế bà phải không? Tía ơi, trời ơi, Tía ơi, trời, cái gì vậy Tía? Tía ơi, làm sao mà tấm lưng hao gầy của Tía có thể chống chọi với mưa bão, sấm chớp đây? Rồi làm sao mà con có thể không sống được khi con không có Tía ở bên cạnh? Tía ơi, mày nói sao mà tóc tai dựng đứng rồi mặt mày bơ phờ rồi người đen thù lù vậy trời? Chắc bị rồi quá hả? Chết rồi, sấm chớp nhẹ vậy mà chú bị vậy. Rồi mai mốt mà sấm chớp mà lớn hơn nữa thì làm sao đây? Trời, chị tớ thấy sợ quá à. Tía biết vậy, sáng nay con mới cho tía ra ruộng đâu. Bây giờ tía bị như vậy thì làm sao? Trời ơi, thôi. Trời ơi, bị như vậy bay phải đưa đi trạm xá liền. Còn đứng đó điệu hành nữa, tắt sáng mai quá hả? Nhưng mà tía bị như vậy rồi. Tám con thấy không ổn á. Tía ơi, tía bị sao? Tía nói cho con nghe đi Tía. Đồ đẫm luôn rồi. Tía có bị gì đâu? Trời ơi, cô Tám ơi. Hả? Tía con bị nặng lắm rồi. Sấm chớp đánh tía con như vậy mà tía con nói là không có bị sao hết. Tía con thấy cái ca này hơi bị nặng rồi đó. Tía ơi, nó không có ổn định rồi. Trời ơi, tía có bị làm sao đâu? Có bị sét đánh rồi nào đâu mà trời ơi, tự nhiên nguyên đám khóc lóc than vãn là sao? Ủa vậy là chú không bị gì hết hả? Có bị gì đâu. Trời ơi, mai mốt chú đừng có vậy nha. Chú làm vậy chú không bị gì mà tụi con bị gì đó. Bị gì là sao? Chú có muốn gì đâu. Trời đất ơi, chú vừa định nói cái gì đó thì tự nhiên nhảy vô họng chú nói trơn hết, người này nói tới người kia nhảy vô nói, làm sao mà chú nói nó kịp. Vậy là tía không bị gì thiệt hả? Không có bị gì hết trơn trời á. Đây nè. Đó, tại biết sao mà tía gì không? Sao biết sao tôi bị gì không? Sao rồi chú? Tôi đang làm đồng. Đó, thấy sấm chớp quá trời đi. Trời ơi, dần vũ mây gió đồ này nọ. Tôi sợ quá đi, tôi mới chạy về nhà. Đó, tôi vừa chạy mà vừa lo nhìn sấm chớp. Trời ơi, thấy đã quá. Cuối cùng rớt cái đùng xuống cái mương. Không có lo nhìn dưới đất, lọt mương. Thì mới bị gì nè. Là rốt cuộc đây là hậu quả của sự té mương. Chứ trời gì nữa? Ơi, thiệt tình á. Trời ơi, không vậy là mừng hết rồi. Ừ, biết sao không? Sao? Ông ba vừa bốn cẳng á, ông chạy về khi mà ông thấy sấm chớp chuyển mưa tới nơi mà ông chạy về vậy là ông rất là giỏi. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Ừ. Phải trốn thôi. Ừ. Sấm chớp dữ quá mà. Đó, tôi nói ông nghe. Khi mà mình thấy trời bắt đầu chuyển mưa á, ừ, thì mình việc trước tiên mình cần làm là tắt hết các nguồn điện của thiết bị không cần thiết. Ừ. Vì cái nguồn điện đó nó có thể bất chợt tăng cao. Ừ. Nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Ừ. Thiết bị điện, ví dụ như là cái gì hả ta? Trời ơi, thì tivi, tủ lạnh, quạt máy, rồi máy bơm nước rồi đó. Chính xác. Thứ hai là không được sử dụng điện thoại cũng như là vòi nước bằng kim loại, vì nó có thể dẫn điện rất cao trong trường hợp ở trong nhà và ngoài trời. Ừ. À. Cái thứ ba, khi mà trời giông gió mà chuẩn bị chuyển mưa mà lỡ mình ở ngoài trời á, mình đừng có lại mấy cái chỗ mà có nhiều nước. Với lại mình đừng có kiếm mấy cái cây mà cổ thụ, cây bự chà bá, mình đứng ở dưới nguy hiểm lắm. Dạ. Mình tránh xa mấy cái trụ điện ra, và đặc biệt là mấy cái trụ điện mà bằng kim loại, nghe chưa? Đó, nghe chưa? Còn cái thứ tư nữa nè. Đó, khi đang ở coi như là cái chỗ mà dễ bị sét đánh nhất á, là phải ngồi xổm xuống, hiểu không? Hai cái tay coi như là chống đầu gối, tay ôm đầu, hiểu không? Và làm sao hạn chế tối đa ha, tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, hiểu chưa? Dạ. Ừ. Con cảm ơn chú. Cái gì này mà tía không biết nữa hả? Trời ơi, tía phải nghiên cứu chứ. Tía làm đồng, tía thấy gì là tía phải nghiên cứu chuyện này để mà mình tránh bị sét đánh, hiểu chưa? Cảm ơn chú ba. Ừ. Cảm ơn loa phát thanh của cô Tám luôn nha. Anh nói vậy không sợ Tám giận hả? Phát thanh thôi. Thôi bây giờ đi về đi, lo cơm nước còn nữa. Đi thôi. Đi. Ôi trời ơi, mẹ lên, mẹ lên, mẹ lên. Ôi chạy tránh cái chỗ này liền. Trời con vô. Trời ơi, bà này biết bà điệu quá trời ơi, lo tránh. Xót xa, đại dự án nghìn tỷ thôi thớp. Yêu Yêu uống rượu mà cái gì kêu tao nhậu mày? Má gà. Ê, đài này chỉ có bạn bè thôi, chỉ có bạn bè thôi mà tại sao? Tại sao người còn thương ta không? Nơi đây có kẻ mong chờ,
Người còn thương ta không, nơi đây có kẻ như hoài. Cuộc tình trong năm trôi. Vô, chuyện hậu, vô không xe không về. Ô. Trời ơi, có chịu đời nổi không? Ta bà. Mới sáng sớm ra nhậu nhẹt mà ta nói xỉn sai vậy hả? Tao. Ừ. Rảnh qua đi đâu đi, đi chỗ khác đi, tôi ngồi tôi nhậu với bạn bè coi. Đi. Vô tụi bay ơi. Có đứa nào đâu, vô tụi bay. À, hả? Hay quá ha. Đi chỗ khác đi. Đi. Tôi nói cho bà biết một câu nè. Biết gì? Ha. Câu hồi xưa ông bà để lại là cái gì? Nam vô tủ như kỳ vô phong. Thôi. Nam vô tủ nghĩa là bạn bè rủ mình nhậu. Mà mình không nhậu thì nó kỳ. Ừ. Mà nó kỳ thì sẽ bị phong. Trời ơi. Đó. Giải nghĩa vậy cũng giải nữa. Trời ơi, nhìn ông như là khỉ mắt kinh phong ấy, chứ kỳ vô phong. À, miệng vàng mắm ăn muối nha. Tôi hốt một cái là coi như là không còn cái mỏ này đi trước để mà chét chét nhiều chuyện nha. Hốt hốt dẹp đi. Cái chuyện mà về mà cái cuộc sống riêng tư của tôi là không cần mà xí vô. Trời. Ha, tôi phải đi nè, về. Nè. Về cái gì mà về. Trời ơi, cái gì vậy? Nè. Lo nhậu lo nhẹt liếc đi nha, không có lo mà coi công trình nha. Hổm rày tôi thấy có mấy đứa nhỏ nha, nó vô công trình nó ăn cắp sắt thép nó đem bán á nghe chưa. Mai mốt mà chủ đầu tư họ phát hiện ra là tao nói ông chết từ chết đến bị thương nghe chưa. Cái gì? Nghe cái chưa? Gì? Nó vô nó ăn cắp sắt thép luôn. Ừ. Tốt thôi, tốt. Cười ve tốt. Vì sao? Sao? Trời ơi, nó sắt thép nó nhiều quá mà công trình nó bỏ không đó lấy làm cái gì. Trời ơi trời. Vô ăn cắp bớt đi để tôi bớt phải canh giữ, tôi bảo vệ tôi khỏe. Trời ơi tôi bó tay ông luôn nè. Nghĩ sao mà mình coi đồ mà cứ kêu người ta vô ăn cắp đi. Thì tôi vô tôi giữ, tôi canh giữ rồi xong tôi lãnh lương tôi về. Tám nói thiệt cho nghe nè. Ông làm cái công việc này nó không có tương lai. Lỡ như mai mốt công trình nó giải thể rồi ông thất nghiệp rồi sao. Bậy. Xin lỗi Tám, làm sao giải thể được. Người ta đã có chiêu trò hết rồi. Tôi chỉ cần ngồi không, tôi coi, tôi quán xí công trình rồi đến tháng tôi lãnh lương hết. Riết là nhậu, riết là đầu óc không ra hồn ra vía vậy trơn rồi. Thôi à, bà đi, không có nói chuyện với bà nữa. Tôi còn phải chạy show nhậu với bạn bè tôi. Cái show nhậu của tôi là cái lịch nó còn nhiều hơn nghệ sĩ nữa cho bà biết. Trời ơi. Người còn thương ta không, nơi đây có kẻ mong sợ. Trời ơi, hồi xưa đẹp trai bao nhiêu, bây giờ uống rượu riết rồi nó tàn phai nhan sắc rồi. Tám ơi, Tám ơi. Tám ơi, trời ơi, đâu rồi Tám ơi. Đây nè, Tám vậy? Ơi, giúp giùm tôi cái Tám ơi. Tám ơi, Tám. Đây nè. Trời ơi. Đứng đây mà không lên tiếng. Thằng Mười. Thằng Mười nó sao? Nó bị gì ta? À, nó bị nợ dí. Nó bị nợ dí, bây giờ nó đòi tự giận bệnh kìa. Nó đòi tự giận hả? À. Bà cũng khờ ghê chứ á. Con người ta đòi tự giận mà phải nhào vô mà ôm con người ta giữ lại, đừng có cho nó tự giận. Ông nội tôi biểu tôi không dám nhào vô nó. Sao vậy? Dao bự à. Bà dám lựa gần nó không? Tôi chạy vòng ngoài cái tôi chạy đi tôi kiếm bà đó. Đi qua. Thằng Thu thì chết rồi bà ơi. Phải đi liền lẹ lên. Đi giúp nó. Cản nó lại không biết nó chết chưa nữa. Tao ơi, thằng cười quá. Nè, tất cả mấy người không được vô nhà tôi nghe chưa? Vô là tôi chém hết. Chuyện khó khăn gia đình tôi tự giải quyết. Ông trời ơi, tại sao vậy? Con mở quán nước mía, thấy nước mía lạc bỏ thêm miếng bột ngọt, cách uống vô đau bụng, dẹp quán. Mở quán trong lòng thì lòng bị sáng. Mở quán phở tính kiếm lợi chút, nghe lời ta suối. Nghe lời ta suối chi vậy? Bỏ quá chắc vô chi vậy? Rút giấy phép viên kinh doanh dẹp quán. Giờ á, mở quán cơm, đầu tư mở quán cơm. Ai về mở ra xong mình ăn à. Quyết định rồi, tự xử thôi. Cắt ở đây, máu ra nhiều lắm. Mình sợ máu, chưa chết là xỉu bà rồi. Sao vậy ta? Cắt ở đây. Không được, nhột lắm. Vậy sao đây? Cách nào chết mà được đẹp đây? Mình nhậu. Bình thường đã xấu rồi. Nhậu em ơi. Thì sao khi chết mới đẹp chứ? Nhậu. Nhậu cái gì? Mày thấy tao đang buồn, tao cầm dao tính tự tử thẳng á. Nhậu đi. Nhậu. Chết tôi rồi. Đây nè, vô coi. Cái miệng thì im nè. Trời.
Theo như hiện trường thấy là hai thằng gây lộn, thằng này chém thằng này chết. Ba đi kêu công an liền. Cái gì vậy? Còn hoa, còn hoa, còn sống, còn sống, còn sống. Thằng này chém ra. Trời ơi, mày cử gấp ai nó, mày đè nó làm sao nó sống nổi hả? Tao cũng có ăn cái giống gì mà nó nổi. Ê, đây, đây là đâu đây? Tao kiếm vô tình. Nó xuống, nó xuống. Đây là đâu đây? Nhà ông chứ đâu. Nhà tôi hả? Tôi chưa chết hả? Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Hãy cho tôi tội nguyện đi. Thế giới này để tôi lo, thế giới này để tôi lo. Trời ơi, trời ơi, mày tính làm cái gì? Hả? Giết, giết. Mày giết đại cái rột cái đi, mày quơ quay tao chống. Thôi 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 thôi. Nè 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 nè. Bớt. Cái này bén không? Bén gì? Bén mà chặt vừa được. Bén gì gì cho tôi mượn đi. Mượn gì? Mượn gì? Làm bạn với tôi. Ha, là mày mà tôi gặp ai phá công trình là tôi giết. Đừng có giỡn nha. Nhắc công trình tao mới nhớ rồi mày. Cái gì vậy? Giờ tao chưa chết mà tao chuẩn bị giết mày chết nè. Khoan khoan khoan, có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Cái gì mà anh giết tôi anh mày? Thì biết sao không? Nó nói, Hồng ơi, mày lại mở quán cơm trước cửa công trình đi, em mới thuê mặt bằng. Đầu tư vô quán cơm, lúc đầu còn có công nhân tới ăn, từ từ thưa thớt riết rồi không còn ai ăn, còn có mình nó ăn à. Rồi sau đó nó chuyển từ cơm sang rượu luôn, nó ăn hèm không à. Đó, rồi cái quán cơm em dẹp, rồi người yêu em cũng dẹp em luôn. Trời ơi, chị thấy tức không? Trời ơi, vậy là ông đòi sống đòi chết vì ba cái chuyện nợ nần á hả? Giờ mắc nợ rồi, giờ mắc nợ rồi. Bây giờ muốn tự dẫn chết rồi mà giờ không biết sao. Đâu thử cái dao này bẻ ra. Khoan, thằng này nó tính nói gì nè. Thằng này nó nói gì? Tôi quốc ức, tôi không nói lên lời được. Thì mày nói đi. Anh nói anh xỉ vả tôi vậy. Bỏ dao xuống đi. Mày nói rõ đi tao mới bỏ. Tao với mày tôi không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mày nói không xong á, coi chừng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nha. Trời ơi, từ từ nghe nó nói. Trời ơi, để cho nó nói. Thằng em này không bao giờ hại anh. Em sẽ chỉ cái cách cho anh. Mày đứng lên đi. Cuộc đời tao ghét nói chuyện với ai mà tao cú xuống lắm. Tao thích ngước lên hả? Anh hay ngẩn cao đầu mà anh nghe em nói nè. Em sẽ chỉ cho anh cái cách kiếm tiền. Cách gì? Kiếm tiền. Thiệt không mày? Không có gạt nữa. Sắt thép. Hả? Sắt thép. Nhớ. Em ơi, chị Lan 100%. Yên tâm đi, tao biết kiếm tiền mà. Bỏ cái đó ra. Tôi. Nhưng mà được là yên tâm đi, miễn sao tao có vốn lại tao làm ăn là được rồi. Bây giờ hai người ở nhà tôi chơi nha. Cứ thoải mái coi như nhà mình đi. Đây, dao nè. Trời ơi, cái gì vậy? Không, đưa dao vô. Tôi mới đốn vườn dừa đó, uống thoải mái nha. Rồi hen, vậy uống dừa hen. Nhớ nha. Rủ nhau đi nhậu nhẹt nữa nghe. Không tự giận nữa hả? Không. Biết cái vụ gì không? Vụ gì? Đó. Tôi nói. Ê đem dao vô hồ chặt vừa. Nói bà trời nè. Trời ơi, con này nhậu nè, nhậu rồi mít với lại sồi không hả? Đây nè. Bà thấy cái công trình bự chà bá lửa mà cái thằng Hùng nó mở quán cơm ở đó không? Ừ. Đó. Bà thấy cái hồi mà khai trương mà cúng động thổ thấy hoành tráng lệ không? Trời ơi, xe hơi hàng băng rôn đỏ rực trời, trời cất băng khánh thành động thổ thấy ghê không? Đúng á, công trình ngàn tỷ, trời ơi, làm một cái mặt bằng quá trời bự luôn, rồi bắt đầu xây vô là xây giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn đâu không biết, bây giờ như cái bãi tha ma hoành tráng lệ luôn. Thì rồi không biết chừng nào hoàn thành, không biết chừng nào nó mọc lên được cái gì cũng không biết luôn. Trời ơi, mà không những là chỉ công trình này không đâu, bên cạnh đó còn nhiều công trình khác nữa vẫn đang nằm đắp chiếu như vậy á. Trời ơi, còn nhiều nữa hả? Ừ. Cái thực trạng này nó ra làm sao bà kể tôi nghe. Thì đây nè, có những công trình đã nhiều năm đắp chiếu. Khi chuẩn bị xây dựng những siêu dự án, người ta luôn khẳng định bằng những lời có cánh là thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm lệ thuộc vào nhập khẩu, tạo công ăn việc làm, v.v. Nhưng cho đến thời điểm này, nhìn lại hàng loạt công trình có quy mô vốn đầu tư lớn từ ngân sách nhà nước, cũng có một số công trình, dự án đầu tư có hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế. Công trình Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sơn La, Lai Châu đã đóng góp rất lớn sản lượng điện cho hệ thống điện quốc gia. Một số công trình trong ngành dầu khí cũng có thể nói đạt hiệu quả khá cao như nhà máy Đạm Phú Mỹ, hàng năm đều có lợi nhuận đạt hàng ngàn tỷ đồng. Nhưng điều đó cũng không làm mờ đi thực tế
là ngày càng có nhiều siêu dự án, công trình thua lỗ nặng nề và nguy cơ phá sản cận kề. Dự án nhà máy Đạm Ninh Bình đầu tư với số vốn 12.000 tỷ đồng, qua 4 năm hoạt động, mỗi năm đã lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ đầu tư tới 7.000 tỷ đồng, nhưng nay đã phải tạm ngừng hoạt động, vốn chủ sở hữu gần như mất trắng. Dự án mở rộng khu gang thép Thái Nguyên trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, dự án mở rộng cảng Cái Mép thị vải 7.000 tỷ đồng, v.v. Nhưng với hàng chục ngàn tỷ đồng đã đầu tư cho mỗi công trình, sự kém hiệu quả, thua lỗ, phá sản sẽ gây lên nhiều hậu quả lớn, lãng phí, thất thoát vốn ngân sách và vô hình chung lại làm chậm đi quá trình phát triển của đất nước. Ôi, toàn là những công trình lớn hàng ngàn tỷ như vậy mà bỏ hoang phí vậy hả? Thì đâu á. Em không có làm gì hết. Dạ. Ông Hồng. Gì? Ông làm gì vậy? Thì tôi có làm gì đâu. Ú ơi, nói không nên lậu phải không? Nói nhỏ cho ông biết nghe, là hồi nãy giờ tôi rình, tôi quan sát là tôi thấy ông giấu cái gì ở trong á nghe. Thấy hết rồi hả? Thấy sao không thấy? Giấu gì? Ai biết, trong cái bao á. Xạo xạo bà. Giấu gì? Mười ơi. Gì? Mười ơi nói nghe nè. Sao? Mười, đi ra. Đi ra. Cứu. Gì? Thôi. Nè, tôi nói cho bà biết nghe. Tại bữa sao mỗi lần mà tôi gặp bà cái bà quýnh quán như nhà quá trộm vậy? Sao? Thằng Năm. Nó bị gì? Năm đang bị mấy đứa ngoài công trình nó quýnh chết rồi. Trời ơi, đi. Mày đem mày cứu nó. Chạy đi chứ. Trời ơi, con bé gì kìa, ra cứu nó đi. Phải không? Ừ. Dạ. Trời ơi, lẹ lên. Đâu. Gì vậy? Nó còn sống hả? Chưa chết hả? Sao vậy? Nhỏ. Có người gì hả? Nó đi chưa? Ai? Không có ai. Có cái này hơn chứ không chết rồi. Nó dớ thôi, nó bữa em mấy cái mà không có trúng phần mềm, trúng phần cứng mà có này nó che lại chứ thôi em chết rồi. Hên quá, tao tưởng mày chết rồi. Mấy thằng bảo vệ nó phát hiện. Phát hiện cái gì? Vụ gì? Cái bao tải, sắt thép anh giấu chưa? Giấu hết rồi, tao giấu, chậm á. Ừ, anh giấu đi. Không ai phát hiện. Bây giờ, tôi phải đi liền. Nè, anh Thủ đi, coi chừng tới anh nữa đó. Đi đâu mà tự nhiên đồ đi vậy? Tôi ăn cắp sắt thép trong công trình á. Mấy thằng bảo vệ chung á, nó biết, nó phát hiện rồi. Nãy giờ nó đang điên loạn, nó đang truy đuổi, nó quýnh tôi ngoài. Nhưng mà quan trọng là tôi bị đã đành rồi. Nhưng mà đi tù, không phải đi mình tôi. Có anh nữa. Ừ, tao nữa hả? Rồi, vậy là hai thằng bay cấu kết ăn cắp sắt thép ở trong công trình đúng không? Sao biết hay vậy? Giấu mà. Đúng không? Bà thì bây giờ nè, chị coi đi. Cái công trình đó nó có cả chục ngàn tỷ, đúng không? Nó rất là nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ nó bỏ không, nó không hoạt động gì hết. Đó, tiền ta. Kệ gì kệ, sắt thép nó bỏ không, nó làm gì? Lấy bớt cho nó trong. Ai bài? Bà Tám chứ ai? Ê, đừng có ngậm máu phun người nha, tôi chỉ ông hồi nào hả? Bà quên rồi hả? Bữa tôi xỉn, bà chặn đường tôi. Bà nói là trong công trình nó có ăn trộm, ăn cắp sắt thép ở trong. Thì tôi cảnh báo cho ông coi chừng cẩn thận chứ bộ. Bà cảnh báo gì bà vẽ đường cho hưu chạy, tôi nghe xong tôi làm theo. Thì dạ cũng chính vì bà. Chính vì bà mà tôi đi theo nó. Bây giờ để hai thằng mang tội chung. Trời ơi.